Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhàn Vlog. Thì hôm nay trời mưa các bạn, nên mình không có đi quay clip làm về bò được. Nên là mình ở nhà quyết định lên mạng tìm những cái hình ảnh mà của những con bò 3B nhảy và 3B phối để làm một cái video clip hướng dẫn cho tất cả các bạn. Quý như vậy anh chị các bạn nào mà mới vào nghề hoặc là hồi giờ chưa phân biệt được những con bò 3B nhảy và 3B phối, để chúng ta nhìn vào con bò thực tế biết được những con bò đó là nó có những cái dấu hiệu nào để phân biệt được là con bò 3B nhảy và 3B phối nha các bạn, để tránh cái việc mà các bạn mua nhầm những con 3B nhảy mà nó lại đắt tiền về nuôi thời gian lâu dài nhưng là không đem lại lợi nhuận trong việc chăn nuôi. Thì chi tiết về những cái dấu hiệu để nhận biết được những con bò 3B nhảy và 3B phối thì như thế nào thì các bạn hãy theo dõi hết video clip của mình ngày hôm nay nhé. Rồi, xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi clip. Rồi, mình xin phép để nhận dạng được bò 3B phối hay là 3B nhảy thì mình xin nói một số điều về tổng quan về cách lai tạo giống như thế nào để ra một con 3B nhảy và 3B phối nha các bạn. Thì lát nữa mình sẽ nói chi tiết về cái điểm nhận diện của con 3B nhảy và 3B phối nó sẽ như thế nào. Rồi, thì con 3B F1 mà phối thì nó sẽ được sinh ra từ các bò cái nền như là Angus, Sing, Brahman hay Chalurai để phối trên tinh trực tiếp là phôi tinh 3B thuần từ bỉ đó các bạn, thì nó sẽ ra con 3B lai F1. Đấy, thường thì con lai 3B F1 sẽ thừa hưởng 50% máu của cha 3B và 50% máu của mẹ. Đấy, thì như thế. Thì những con 3B mà phối này thì cơ mông và vai nó thường là rất là phát triển. Cơ mông vai phát triển và nó thường là không có u hoặc là u nhỏ. Nó thường là tai nhỏ. Và yếm ngắn cổ lãi, đuôi của nó là cũng ngắn nha các bạn. Đó, thì nó là ăn rất là ăn tạp và nhanh lớn. Nó có mèo sắc là mèo đen này, sấm tro, mèo bông hoặc là mèo trắng tinh. Bên cạnh đó thì có một số con là mèo lông đỏ hung, tai to, yếm dài, đuôi dài. Thì những con đó là nó cái ren con mị nó trội hơn. Vẫn là bò phối luôn nhưng mà ren con mị nó trội hơn nha các bạn. Rồi, thì tiếp theo là mình nói sơ qua về cái mà việc lai con bò 3B nhảy trực tiếp. Thì 3B lai nhảy trực tiếp thì nó cũng được sinh ra từ cái nền mà là mẹ Angus này, Sing, Brahman, vân vân. Thì nó cho con đực 3B F1 nhảy trực tiếp lên thì nó sẽ ra con lai 3B F1 như thế này. Thì nó chỉ chiếm 25% máu 3B nên là nhìn cái cơ thể của nó các bạn, thì nhìn cái hình dạng con bò nó không có gì mà nổi trội phát triển hết. Thì thường thường là xương nó nhỏ. Đấy, thường thì xương nhỏ. Đấy, nó có u ấy các bạn có thấy không? Đấy, u nhỏ. Cơ mông thì kém. Đấy, có con thì tai to. Cơ vai cũng kém luôn. Đấy, các bạn nhìn cái chóp đuôi này đó. Cái chóp đuôi mình nghe mình rờ thì nó thẳng đuột. Nó thẳng đuột luôn các bạn. Còn 3B phối thì chóp đuôi nó sẽ ngay ở đó sẽ keong lên. Nó keong lên hơi nhiều hơn nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi vào chi tiết. Rồi, đầu tiên thì chúng ta nhìn vào mông đùi đó các bạn. Mông đùi nở và cái chóp đuôi á, chóp đuôi nó là phải keong dính lên đó các bạn. Rồi, đấy, các bạn thấy cơ mông và cơ vai đều phát triển đều hết. Phát triển đều hết nha các bạn. Đó, nên nó nhìn nó rất là nhiều thịt. Đấy, con 3B F1 này nó cao, dài. Các bạn nhìn không? Cơ mông, cơ vai đều hết, nhìn con bò rất là đẹp. Đó, thì chúng ta rất là dễ nhận diện, nó có nhiều mèo sắc nữa, mèo chấm bông này, đó, mèo đen này, đây các bạn có thể nhìn thấy xương nó là nhìn nó con 3B nó rất là bẩm. Đấy, lúc nhỏ thì cơ mông của nó đấy các bạn, cơ mông rất phát triển và cơ vai của nó cũng vậy các bạn, vai cổ. Còn đây là những hình ảnh của những con 3B nhảy này các bạn. Đó, các bạn tham khảo đi, nhìn hình ảnh đi. Đó, 3B nhảy đó các bạn, nhìn ngoại hình nó không có gì nổi trội hết các bạn. Đấy, nó mèo là sắc chủ đạo nó là mèo đỏ như thế này. Đó, mèo đỏ pha đen, mèo đen cũng có đó các bạn. Đó, rồi
Rồi thì đặc điểm nhận dạng đầu tiên thì chúng ta nhìn vào con ba bê nhảy là chúng ta nhìn vào cái chóp đuôi nó đó các bạn. Ngay chỗ mình vỉ mèo vàng đấy. Đây, chóp đuôi của nó là nó thẳng đuột luôn nha các bạn. Đó, nó thẳng như vậy. Chúng ta hãy xem tham khảo những hình ảnh đó, cái chóp đuôi nó như thế. Để chúng ta phát hiện được những con ba bê nhảy nha các bạn. Và nó, con ba bê phối thì cái chóp đuôi của nó này nó nhỉnh lên các bạn. Nó nhỉnh lên trên chứ không phải là nó thẳng đuột giống như con ba bê nhảy nha. Rồi các bạn hãy để ý. Rồi, và đặc điểm thứ hai chúng ta nhận diện là nó thường có cái u. Đó, nó có cái u cao hơn so với mấy con bò ba bê phối nha các bạn. Đó, nó có cái u đấy các bạn. Đấy là đặc điểm thứ hai để chúng ta nhận diện được con bò ba bê nhảy. Rồi đặc điểm thứ ba là chúng ta nhận diện qua cơ mông và cơ vai của con bò nha các bạn. Đấy, cơ mông, cơ vai nó rất là nhỏ luôn các bạn ơi. Nó teo luôn ấy. Đấy là những ba bê nhảy nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn ngoại hình của nó không có cái gì mà đáng quan tâm hết. Đó. Hình thân hình rất là lép. Còn ngoại hình của con ba bê nhảy này các bạn, ha. U vai và cái mông sao rất là phát triển. Nhìn nó rất là cơ bắp. Đấy, các bạn nhìn mông của con bò ba bê phối đi, nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Đấy, lúc nhỏ thì cái mông nó cũng như thế này. Đấy. Đấy, cơ vai đó các bạn. Và một điểm nhận diện nữa thì các bạn có thể để ý cái tai của nó ấy. Tai nó rất là to, đuôi dài. Đấy, tai to và đuôi dài. Đấy các bạn. Thì xương của nó, xương con bò ba bê nhảy thì nó không có lớn lắm đó các bạn ơi. Rồi, và trên đây là tổng hợp những cái hình ảnh mà ba bê nhảy và ba bê phối cho các anh chị, bà con cô bác nhìn tham khảo và phân biệt để sau này chúng ta mua tránh bị lầm. Đó, như thế thì video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Thì chúc quý vị và anh chị các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và chung tay góp sức phòng chống lại virus corona nha các bạn. Đó, thì những cái thông tin, những cái chi tiết mà mình góp ý trên đây có thể giúp cho bà con phân biệt được bò ba bê nhảy và ba bê phối, thì các bạn hãy cho mình một like, một comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình còn làm những video clip tiếp theo để chỉ các mẹo vặt hoặc là những cái kinh nghiệm mà mình học được từ những cô chú anh chị đi trước để mình có thể chia sẻ lên cho tất cả các những quý vị anh chị cùng nắm bắt và phát triển nha các bạn.